Tập 39. Lục Tốn đốt sạch trại liên doanh. Ta phải chỉnh đốn binh mã, săn bằng Giang Đông trả thù cho vị đế của ta. Chúa công, nếu bây giờ cho xuất binh, nhất định sẽ rơi vào thế gọng kìm của Tào Tháo và Tôn Quyền. Nếu ta không báo thù cho nhị đệ thì ta có sống cũng còn ý nghĩa gì? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chúng ta nên chờ tới lúc Tào Tháo và Tôn Quyền trở mặt thì lệnh cho quân xuất kích. Quân sư nói rất có lý, thưa chủ công. Tào Phủ, Hoàng Vũ bị giết nhưng vẫn chưa thấy Lưu bị động thủ. Vậy là hắn nghe lời khuyên của Gia Cát Lượng rồi. Bẩm chúa công, có việc gì? Có thư của Tôn Quyền. Chẳng hay trong thư Tôn Quyền viết gì? Tôn Quyền khuyên ta nên xưng đế ngài. Chuyện này không phải là không được. Ta đã có phẩm tước cao nhất, nếu như thiên mệnh cho ta làm đế thì ta chỉ làm Chu Văn Dương mà thôi. Tháng 2 năm 220 công nguyên, Tào Tháo đã thống nhất được phía Bắc Trung Quốc. Ông qua đời ở Lạc Dương, hưởng thọ 66 tuổi. Sau khi Tào Phi kế thừa vương vị Ngụy Dương thì lập tức bức hắn hiến đế nhường ngôi, tiếm quyền xưng đế, đổi quốc hiệu thành Ngụy. Dưới sự khuyên bảo của Gia Cát Lượng, Lưu Bị đang cát cứ Tây Xuyên cũng đứng ra xưng đế. Bệ hạ! Dược rước! Bệ hạ! Đại ca đã lên làm hoàng đế rồi, nhưng sao chưa báo thù cho nhị ca? Huynh cũng muốn báo thù, nhưng thế cuộc phức tạp, mọi người đều cản ta, khuyên ta diệt Ngụy trước rồi mới diệt Ngô. Đại ca, tình cảm huynh đệ kết nghĩa nào duyên có ai hiểu được chứ? Nếu đại ca không chịu xuất binh thì cứ để đó cho đệ. Được rồi, đệ lập tức quay về chỉnh đốn binh mã, ta sẽ bàn lại với đệ ở Giang Châu và nhất quyết sang bằng Giang Đông. Được, đây mới đúng là đại ca của đệ. Đợi đã, dược đức. Việc gì nữa đại ca? Huynh biết đệ hay uống rượu say sưa, đánh đập thuộc hạ, điều này sẽ gây ra đại họa. Đệ cần phải giữ hòa khí với tướng sĩ một chút. Được rồi. Bệ hạ, bệ hạ, người tiếm quyền Giang Sơn Hán Thất chính là Tào Phi chứ không phải Quyền, nên người mà bệ hạ cần thảo phạt chính là Tào Phi. Tôn Quyền sát hại huynh đệ của trẫm, trẫm thề với hắn không bao giờ đổi trời chung. Mối thù Tào Tặc là quốc thù, còn mối thù này là thù riêng. Xin bệ hạ hãy lấy quốc sử làm trọng. Nếu trẫm không báo thù cho huynh đệ thì dù trẫm có vạn lý thiên sơn cũng đâu còn có ý nghĩa gì. Được rồi, đệ không cần phải nói gì thêm nữa. Bệ hạ, báo quan văn võ đều cho rằng lúc này chúng ta không nên đánh Ngô. Đây là bản tấu trình của họ. Bệ hạ, tiến thảo phạt Tào Tháo thì người thân chinh cũng được, nhưng nếu công đánh Giang Đông thì chỉ cần một đại tướng là đủ, không cần bệ hạ phải nhọc lòng đâu. Việc này trẫm đã quyết, không cần phải nói nhiều. Lần này tao quyết định báo thù cho nhị ca, toàn quân phải mặc áo giáp trắng, mang cờ trắng. Tuân lệnh. 3 ngày sau xuất phát, phải chuẩn bị cờ trắng, áo giáp trắng. Các ngươi nghe rõ chưa hả? Nhưng mà tướng quân à, 3 ngày không thể nào kịp đâu. Như vậy là nhà ngươi muốn kháng lệnh à? Không phải. Trong 3 ngày thì không cách nào chuẩn bị được số lượng áo giáp trắng và cờ trắng được. Xin tướng quân hãy thêm vài ngày nữa. Treo bọn chúng lên cho ta. Ta muốn khởi binh ngay bây giờ. Các ngươi đừng mong ta cho thêm thời gian. Tướng quân, xin hãy tha cho họ. Vậy thì hãy chuẩn bị ngay cho ta. 3 ngày sau mà không đủ cờ trắng, áo giáp trắng thì coi chừng cái đầu của các ngươi đó. Trương Đạt à,
Đệ đã cho hỏi hết những thợ rèn và thợ mai ở khu vực này rồi. Trong ba ngày giỏi lắm cũng chỉ làm xong một nửa thôi, giờ làm sao đây? Trương Phi muốn dồn chúng ta vào đường cùng mà. Nếu muốn sống thì phải giết hắn thôi. Người nói cái gì? Còn do dự gì nữa? Bây giờ nếu hắn không chết thì chúng ta phải chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Bệ hạ, phụ thân con vừa mới bị bọn Phạm Cương và Trương Đạt giết chết rồi. Dừng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Bẩm bệ hạ. Bệ hạ. Cho khởi binh đây để báo thù cho dân Trường và Dực Đức. Mạc tướng nguyện làm tiên phong để báo thù cho phụ thân. Được, trẫm lệnh cho các ngươi làm tiên phong cầm quân xuất chinh sang bằng Giang Đông. Phụ thân của các ngươi kết tình huynh đệ với nhau nên các ngươi phải vì mối thâm tình mà tương trợ lẫn nhau. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Thừa tướng, nhiệm vụ trấn thủ thành đô ta giao cho thừa tướng đó. Xin bệ hạ hãy an tâm. Thái tử điện hạ, ngài có muốn nói gì với bệ hạ hay không? Phụ hoàng, chim cốc ở Giang Nam đặc biệt lắm, xin phụ hoàng bắt mấy con về cho con xem thử nha. Lưu Bị dẫn 70 vạn đại quân hiện đã đi tới Bạch Đế Thành. Chúa công, để thuộc hạ đi gặp Lưu Bị và nói rằng Tào Phi mới là kẻ địch của hắn, nên chúng ta phải liên kết lại với nhau để cùng đối phó với Tào Phi. Việc này ta giao cho ngài. Tôn phu nhân ngày đêm thương nhớ hoàng thúc, chúa công chúng tôi rất muốn đưa phu nhân về bên cạnh hoàng thúc. Được rồi, đừng nhắc tới những chuyện đó nữa. Tào Phi chính là tên hán tặc Tiêm Ngôi. Chúa công của tôi đã đồng ý trả Kinh Châu cho ngài, rồi cùng ngài kết liên minh đưa đại quân thảo phạt hán tặc để khôi phục hán thất. Người mau quay về nói với Tôn Quyền, ta sẽ giết hắn trước rồi mới tới Tào Phi phục hưng hán thất. Lưu Bị không chịu hòa giải nên chỉ còn cách cầu Tào Phi xuất binh giúp chúng ta. Cho dù Tào Phi chịu xuất binh thì cũng phải mất mấy ngày, vì vậy cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để ứng chiến. Mạc tướng sẵn sàng cầm quân tiên phong. Được, vậy lệnh cho ngươi tới Nghi Đô ứng chiến. Ah!
tướng quân trước đây cùng với trẫm gây dựng sự nghiệp nay đã già hết rồi. May là còn có được lớp hậu bối nên trẫm cũng cảm thấy bớt lo lắng. Dạ. Bẩm bệ hạ, Đồng Ngô phái Hàng Đương, Chu Thái dẫn 10 vạn quân tới đây cứu viện. Tiên phong Phan Chương hiện đã áp sát Hổ Đình. Tốt lắm, đợi hắn tới đây, ta sẽ đích thân đi bắt hắn, lấy máu tế nhị đệ. Thưa bệ hạ, Hoàng Trung đã tự ý dẫn theo vài người đi đánh chạy quân Ngô rồi. Cái gì? Lão tướng quân đơn thân độc mã, nguy hiểm vô cùng. Đều tại ta, do ta nói lão tướng quân đã già nên ông ấy mới quyết tâm lập công cho ta. Cẩu thật, người ra đây đi. Lão già người to gan lắm, ai sẽ ra trước đây? Cha. Người hãy xem đây. Hôm nay ta phải báo thù cho Hoàng Tương Quân. Lão Tương Quân. Lão Tương Quân. Bệ hạ, lão bị trọng thương, có chưa là lỗi của ta, là lỗi của ta. Nếu ta không lỡ lời nói như vậy thì chắc là lão chỉ là một kẻ võ phu, nhưng được phò ta bệ hạ chính là phúc phần của lão. Lão Tương Quân, bệ hạ, xin hãy bảo trọng lòng thể, đánh chiếm Trung Nguyên, phục hưng Hán thất. Lão Tương Quân, lão Tương Quân, lão Tương Quân. Bài đạo ứng chiến. Bạc tướng. Chắc. 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 Xuất kích. Chắc. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử. Vì gì huynh đệ của ta có thể an lòng nhắm mắt? Quân Ngô vì không đủ lực khả thủ nên phải kéo tới Di Lăng đợi quân cứu viện. Hiện nay chúng ta có bao nhiêu binh mã vậy? Tôi đã là 20 vạn. 20 vạn thì làm sao địch lại 70 vạn chứ? Năm đó Tào Tháo tự xưng có triệu hùng binh nhưng cũng đã bị đại bại trong trận Xích Bích đó thôi. Năm đó chúng ta có Chu Du, Lỗ Túc, nhưng bây giờ Lục Tôn. Phải rồi, giao cho ngươi. Ngươi hãy cầm quân ứng chiến với quân Thục. Sao kỳ vậy? Không thể nào như vậy được. Bẩm chúa công, ở đây còn có rất nhiều lão tướng, mặt tướng tài hèn, cho nên không dám lãnh trọng trách này. Lữ Mông đã tiến cử tướng quân cho ta, ta hiểu rất rõ tài nghệ của tướng quân. Hôm nay ta phong cho tướng quân làm đại đô đốc. Tướng quân không được khước từ. Nhưng mà ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Tạ chúa công. Vậy mặt tướng xin nhận trọng trách này. Sao chúa công lại phong cho một tên thương sinh làm đô đốc chứ? Cũng không rõ, có thể là do hắn có được cái thần của một tướng soái. Lưu Bị quân binh hùng mạnh nên chúng ta kiên trì giữ thành, không được động binh. Ta đã cùng tổ tiên sáng nghiệp bình định, xưa nay đã từng giàu sinh ra tử, còn tất cả tướng sĩ ở đây ai cũng thân tin xuất chiến, có đúng là như vậy hay không? Đúng. Chúa công phong cho ngài làm đô đốc là để xuất binh ứng chiến, nhưng ngài lại bắt chúng tôi làm con đô đốc cổ là sao? Đây chính là thượng phương bảo kiếm do chúa công ban cho ta, kẻ nào kháng lệnh chém.
trở về vị trí, kiên trì phòng ngự. Bẩm bệ hạ, nơi đây chính là Di Lăng. Tốt lắm, truyền lệnh dừng trại đóng quân ở đây, ngày mai xuất binh. Đã rõ chưa? Tuân lệnh. Thời tiết nóng quá, mau dời doanh trại để quân sĩ mất sức. Bệ hạ thật anh minh. Bệ hạ, hiện nay quân ta đã đóng trại dọc theo 700 dặm đường. Vậy Mạc tướng có cần vẽ lại trận đồ giao cho thừa tướng xem qua hay không? Không cần phải làm vậy, ta lãnh binh mười mấy năm nay, bài trận thế nào cũng không biết hay sao? Thừa tướng có nhiều mưu kế, giỏi về bài binh bố trận, nên chúng ta nên hỏi qua ông ấy, để xem ông ấy có cao kiến gì hay không. Vậy thì ngươi hãy vẽ một trận đồ, rồi phái người đem thừa tướng ngay. Xem kìa, đó chính là những lều trại của quân binh Lưu Bị. Nếu có Gia Cát Lượng cùng đi thì chúng đã không phạm phải sai lầm này. Xem như là ông trời đã giúp chúng ta. Hứa Sư, Tôn Quyền cho người tới báo tin Lưu Bị đã hạ lệnh cho quân dựng liên trại ở trong khu vực núi Di Lăng. Dựng trại ở trong rừng núi thật sao? Lần này thì quân Tây Thục chắc chắn đại bại rồi. Tại sao? Nếu bị quả công thì biết chạy đường nào nữa. Chúng ta cứ việc chờ tin thắng trận của Tôn Quyền đi. Thưa tướng, bệ hạ giao cho ngài trận đồ của ta ở Di Lăng. Hả? Mau, ngươi quay về trình với bệ hạ rằng thay đổi bố trận, đề phòng quân địch dùng quả công. Dạ. Hãy gọi Triệu Vân tướng quân tới đây. Các vị, trước giờ dẫn trách ta không chịu xuất trận. Đêm nay ta sẽ quyết chiến với Lưu Bị. Xin đô đốc chỉ rõ phải làm thế nào. Hàng đường Chu Thái hãy nghe lệnh, dẫn một đội quân đi đốt doanh trại của Lưu Bị. Các vị còn lại sau khi cháy thì tất cả cùng xuất kích bao vây bắt sống Lưu Bị. Phong thiệt. Lưu Bị, người hết đường chạy rồi, xuống ngựa đầu hàng đi. Kẻ đầu hàng là người đó. Là Triệu Dương. Hãy xem Thường Sơn Triệu Tố Lâm tại đây. Bệ hạ, xin ngài đừng sợ. Mạc tướng nhận lệnh thừa tướng tới đây để tiếp ứng. Tự lòng đến thật đúng lúc. Cách chỗ này không xa chính là Bạch Đế Thành, xin bệ hạ tới đó để nghỉ ngơi trước. Bao! Lưu Bị đã lui về Bạch Đế Thành. Tấn công vào đó rất dễ dàng, ngày tận thế của Lưu Bị tới rồi. Cho truyền lệnh ta lập tức lui quân. Tại sao lại như vậy? Tào Phi cũng thông minh như là phụ thân của hắn. Nếu hắn biết quân ta xuất binh đánh Lưu Bị thì nhất định sẽ nhân cơ hội này đánh chiếm Giang Đông. Sao lại vậy? Thế đó hả? Tào Phi là đồng minh mà, không thể nào như vậy được. Bao! Đô đốc, Tào Phi đã cho xuất binh chuẩn bị tấn công vào Giang Đông. Ừ.